Vâng, xin chào quý anh chị và các bạn. Và tiếp theo trong cái nội dung của video ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý anh chị và các bạn một cái vật phẩm phong thủy rất là tuyệt vời. Nó có thể là hấp thu ánh sáng và cái năng lượng tốt, đem lại cái may mắn đến mọi gia đình. Nó có một cái tác dụng phong thủy nhất định đối với người dùng. Đấy chính là cái quả cầu pha lê. Đây là một cái vật phẩm phong thủy thu hút ánh sáng, các cái năng lượng tốt để đem lại cái sự may mắn cho gia đình của mình. Và cái quả cầu pha lê là một cái vật phẩm được chế tác từ thủy tinh ở cái dạng mà cao cấp. Nó vừa mang cái giá trị thẩm mỹ lại có cái tác dụng phong thủy nhất định. Để chúng ta có thể xem cái quả cầu pha lê ở trên màn hình. Pha lê được xuất hiện từ bao giờ? Không ai biết rõ cái câu trả lời này. Người ta chỉ biết rằng nó được sử dụng ở cái thiên niên kỷ thứ hai trước công nguyên ở cái vùng Lưỡng Hà. Hơn 2 thế kỷ sau, vào cái năm 1676 thì pha lê bắt đầu ra đời bởi một cái nhà hóa học người Anh khi ông phát hiện ra cách làm thủy tinh trở nên long lanh, rực rỡ, trong suốt và tán sắc hơn. Đồng thời cái độ khúc xạ ánh sáng và cái độ nặng của pha lê cao hơn thủy tinh khi thêm oxit chì POP hoặc là oxit bari với cái tỷ lệ chuẩn nhất là 26% tiêu chuẩn pha lê K9. Như vậy thì pha lê là một cái dạng thủy tinh cao cấp nhưng trong suốt, sáng hơn, chiết xuất và tán sắc ánh sáng cao hơn thủy tinh. Bên cạnh đó, pha lê mềm, dễ cắt và dễ tạo hình hơn rất nhiều. Từ đó mà con người có thể là sáng tạo ra rất nhiều các cái sản phẩm từ cái vật liệu này để cuộc sống thêm lung linh và tươi đẹp hơn. Quả cầu pha lê làm cái vật phẩm phong thủy mà được chế tác từ thủy tinh ở cái dạng cao cấp, vừa mang cái giá trị thẩm mỹ lại có cái tác dụng là phong thủy nhất định đối với từng người. Về mặt thẩm mỹ thì nhiều người nghĩ rằng pha lê giống như thủy tinh nên rất mong manh, dễ vỡ. Tuy nhiên thì pha lê lại rất bền, vững và trong sáng. Quả cầu pha lê luôn được xem là một cái biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, vẻ đẹp long lanh, tươi sáng, tượng trưng cho cái sự tươi mới và thuần khiết. Những cái món quà tặng bằng cái vật phẩm này mang cái ý nghĩa cho một cái tình cảm trong sáng, cao quý, một cái lời chúc bền vững gửi tới người nhận. Còn về cái mặt tài lộc ạ, nó không chỉ mang cái tính chất thẩm mỹ, quả cầu pha lê còn mang lại nhiều cái may mắn trong cuộc sống. Chính vì vậy mà nó được coi là một trong những cái biểu tượng may mắn rất được ưa chuộng. Quả cầu pha lê đem lại cái sự tôn trọng, tự tin, may mắn đến cho cái người sử dụng. Ngoài cái việc mà trang trí, vật phẩm này còn có thể là giúp bạn chiêu tài, hóa sát, đem lại cái vận may về sức khỏe, học tập, công danh và sự nghiệp. Cái vật phẩm phong thủy cầu pha lê có thể hấp thụ ánh sáng và năng lượng của mặt trời, sau đó là kích hoạt cái năng lượng thổ để tạo ra một cái năng lượng tốt để xua tan cái nguồn năng lượng xấu, tà khí hay là âm khí. Mọi mệt mỏi, căng thẳng, mâu thuẫn trong gia đình sẽ dần lắng dịu, giảm bớt cái sự giận dữ và xung khắc. Quả cầu pha lê trong phong thủy còn mang lại cái sự thông tuệ, uyên bác, sáng suốt và mở mang các cái mối quan hệ giao tiếp. Và dưới đây là cái vị trí đặt quả cầu pha lê giúp kích hoạt cái năng lượng tốt, mang lại cái may mắn đến cho gia đình. Tức là để tăng cường cái năng lượng cho hướng Tây Nam hay bất cứ cái khu vực nào khác ở trong nhà, nếu không thể tận dụng được ánh sáng tự nhiên thì bạn có thể treo cầu pha lê dọc theo hướng cửa sổ. Và nên chọn cái loại cầu pha lê là có nhiều cạnh, kích thước từ 2 đến 5 cm. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào quả cầu thì ánh sáng bị tán sắc thành các cái màu sắc của cầu vồng chiếu vào nhà bạn. Màu sắc của cầu vồng rực rỡ hay không là tùy thuộc vào cái kích thước của quả cầu pha lê to hay là nhỏ. Và bạn hãy treo cái quả cầu pha lê ở cửa sổ phía đông để có cầu vồng vào buổi sáng. Nếu muốn có cầu vồng vào buổi chiều thì hãy treo quả cầu pha lê ở cửa sổ phía tây. Như vậy thì góc tây nam nhà bạn sẽ có ánh sáng cầu vồng suốt cả ngày. Điều này mang đến nhiều cái năng lượng tốt cho căn nhà, mang đến cái vận may về hôn nhân cũng như là tăng cường may mắn cho cái người phụ nữ làm chủ gia đình. Quả cầu pha lê phong thủy tạo ra cái năng lượng dương luân chuyển và tích lũy trong nhà, giúp cải thiện cái tình trạng khí trong nhà, ngôi nhà tràn ngập ánh sáng, là cái ngôi nhà hạnh phúc. Ngoài ra thì các cái thành viên trong gia đình sẽ có nhiều bạn bè và có cơ hội phát triển những cái mối quan hệ xã hội. Vậy thì làm thế nào để chúng ta phân biệt được pha lê và thủy tinh? Thì nhìn vẻ bề ngoài thì pha lê và thủy tinh rất giống nhau, nhưng thực chất hai cái vật phẩm này có cái sự khác biệt. Pha lê về cơ bản là thủy tinh, nhưng trong cái quá trình tinh luyện người ta đã thêm oxit chì hoặc là oxit bazơ làm cho cái thành phần hóa học nó thay đổi.
Các bạn có thể dựa vào một số cái đặc điểm dưới đây để phân biệt giữa pha lê và thủy tinh. Pha lê cầm trên tay thì nó sẽ nặng hơn thủy tinh. Khi gõ vào vật phẩm, pha lê phát ra âm thanh vang hơn thủy tinh. Và khi chiếu ánh sáng vào, pha lê sẽ tán sắc ánh sáng. Pha lê rất bền và khó vỡ hơn so với thủy tinh. Và pha lê dễ cắt và tạo hình hơn rất nhiều so với thủy tinh. Quý vị thân mến, trên đây là một số các thông tin về cái vật phẩm phong thủy quả cầu pha lê. Cái vật phẩm mà mang lại cái năng lượng tốt, đem lại cái sự may mắn đến cho mọi nhà. Nó vừa mang cái tính là thẩm mỹ nhưng lại có cái tác dụng phong thủy rất là tuyệt vời đối với gia đình của chúng ta. Và trong cái video này thì chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn một số cái thông tin về cái quả cầu pha lê này và cách sử dụng, rồi cách phân biệt và cái ý nghĩa phong thủy của cái quả cầu pha lê này như thế nào. Và mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những cái kiến thức bổ ích hơn trong cuộc sống của mình. Cuối cùng xin chúc quý anh chị và các bạn sẽ gặp được nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.